Chào mọi người, nay mình mới về một chiếc điện thoại đó là Nokia N958G. Cái điện thoại này là bán chạy rất là nhiều người đã đặt mua hàng nhưng không có. Hôm nay nó mới về được một ít hàng nha, tầm 17 cây máy thôi chứ không có nhiều đâu. Như mọi lần trước á thì mình về vài chục cây cơ, hoặc là cả trăm cây. Nhưng lần này hàng nó hiếm lắm nên là mọi người đặt mua tranh thủ nhá. Ở đây là Nokia N958G này, trượt hai chiều này, trượt lên trượt xuống, cái này trượt ngang để chúng ta bấm nghe nhạc ở đây. Cái này thì mình chưa có chuyển nhạc vào máy nên là không có nhạc nha. Hiện tại thì các bạn bộ nhớ trong của nó là 8GB và camera của nó ở đây là 50 megapixel. Ở đây chúng ta chụp ảnh chơi thôi. Cho nên bây giờ thì nói về chụp ảnh thì mấy cái này thì chắc là thua mấy smartphone hết rồi. Mình sẽ cùng thử cái phần chụp ảnh xem có còn được nét hay không. Đây là cái chế độ camera này. Chúng ta giữ nguyên cái phím này một nửa phím thôi nha, giống như kiểu cái máy ảnh nhá. Chúng ta chụp lấy nét á thì nó sẽ nét hơn một chút. Cái khung kia nó chưa đổi qua màu xanh thì chưa được nha. Đó, mình chụp chưa có lấy nét được này. Rồi anh em sẽ về tìm hiểu thêm. Ở đây thì camera trước của nó vẫn hoạt động nha, mình sẽ chuyển về camera trước này. Đó, đây là chuyển về camera trước mình đang quay phim. Ở đây thì cái này có wifi luôn ở trên mặt màn hình đây. Ta sẽ tìm cái wifi ở đây. Wifi của bên mình là Allophone này, mọi người có thể thấy đây. Bây giờ mình sẽ cái này thì mình phải truy cập vào Opera Mini thì mới dài được nha. Còn cái mấy cái wifi, mấy cái trình duyệt web này không có vào được nữa. Mình sẽ đổi qua tiếng Việt cho mọi người xem. Đây mình sẽ đổi qua tiếng Việt cho mọi người xem. Có tiếng Việt thì máy nó sẽ reset lại nha. Cái này nó còn một miếng dán nữa, mình đã vẫn còn một miếng dán ở trước mặt màn hình nó. Đây anh em nhìn thấy nè, máy này là hoàn thiện gần như là tuyệt đối. Máy này sẽ có một cái độ hở nhất định nha, tại cái này là hàng cũ thay vỏ này chứ nó không thể nào mà cứng chắc như hàng zin ngày xưa được. Hàng zin ngày xưa thì lúc mình mới vào Sài Gòn nó khoảng tầm 17-18 tuổi thì lúc đó là 2008-2009 thì cái máy này rơi khoảng tầm 10 triệu nha, một số tiền lúc đó rất là kinh khủng nha. Nokia N710, N72 người ta cũng tầm 2-3 triệu, con này lên tới 10 triệu. Các bạn phải biết kinh khủng mức độ nào. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái phần ngay trên mặt màn hình này. Nó có cái biểu tượng cấu hình này. Thông thường mình cài đặt mình nghe thử cái nhạc chuông nó xem to hay không. Đây là cái lớp nhung nha, mình cầm vào mồ hôi tay mình sẽ dính lại. Đây là cái loa của nó này mọi người, nó sẽ phát sang hai bên. Nút bật nguồn của nó trên đỉnh máy này. Sạc của nó dưới đáy máy, đây là cái cổng chép dữ liệu nha. Cái này là cái loại 8GB này, chúng ta chép dữ liệu như kiểu chép nhạc vào thì thoải mái. Con này mà nghe nhạc thì hết ý luôn. Ở đây nó có một cái, mình không biết cái này nó gọi là cái trình duyệt hay là cái gì á, mình không có nhớ lắm nha. Ở đây thì chúng ta có thể biến đổi giống kiểu mình đang dùng cái gì á, nó sẽ hiển thị hết ở đây luôn. Danh bạ, quét bản đồ này, nó sẽ biển đổi, nó sẽ chạy theo một vòng tròn. Rồi ngoài ra thì những cái máy này về các bạn sẽ tìm hiểu sau. Ở đây thì chúng ta sử dụng được 3G này. Ở đây có biểu tượng là cột sóng, cột pin, vạch pin. Ở đây đồng hồ số hoặc đồng hồ số, đồng hồ kim chúng ta có chỉnh được luôn nha. Máy này thì giờ chỉ để nghe gọi thôi nên là không có gì để nói nhiều cả. Bàn phím với thứ bấm ngon nhẹ. Ở đây thì nó cảm biến, cảm biến này thì mình thấy là đang là đèn không sáng này, che đi thì đèn sẽ sáng lên. Rồi đèn sẽ sáng lên, giống kiểu là mình dùng trong buổi tối thì cái đèn sẽ bật lên do cái cảm biến nó nhận biến được. Còn một cái Nokia là 952i nữa thì ngày xưa nó cũng rơi, mình không nhớ cái N2i lắm tại vì không có mua nên không biết. Đây. Anh em nào muốn mua là đặt hàng trên website là allophone.vn nhé. Xin chào và lại video tiếp theo. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi.